Chiều ngày 8 tháng 6 năm 2018, căn nhà an cư lạc nghiệp được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang trao đến cho gia đình anh chị Dương Quốc Diễn, Lê Thị Bích Giang, ngụ tại xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Tham dự trong buổi bàn giao nhà có Đại đức Thích Tuệ Giải, Ủy viên Thường trực Chánh Văn phòng Ban trị sự tỉnh, Phó trưởng Ban từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Về phía nhà chính quyền có sự hiện diện của bà Nguyễn Trần Tuyết Như, Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện Hòn Đất, ông Lâm Minh Pháo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thuận, bà Đỗ Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thuận, bà Nguyễn Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Mỹ Thuận. Về đơn vị tài trợ có sự hiện diện của ông Hà Chí Dũng, pháp danh Minh Điểm, trưởng nhóm doanh nghiệp từ thiện 15 tháng 6. Gia đình anh Dương Quốc Diễn và chị Lê Thị Bích Giang có hai cháu đang ở tuổi cấp sách đến trường, nhà còn mẹ nay đã già. Công việc của anh hiện tại đang là bảo vệ cho một công ty chuyển phát nhanh, chỉ làm nội trợ chăm sóc mẹ và hai con. Không may do người dân dọn ruộng đốt đồng cháy lan đến nhà anh, thiệt hại cả căn nhà. Thấu hiểu được sự khó khăn đó, bà Nguyễn Thị Huệ, hiệu trưởng trường tiểu học xã Mỹ Thuận đã phát tâm kêu gọi mọi sự giúp đỡ từ nhóm doanh nghiệp từ thiện 15 tháng 6 và Ban từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Là vận động làm được căn nhà cho học sinh, nói chung là xuất phát từ cái tình thương đối với học sinh. Ngay cái bữa mà nhà học sinh cháy thì thực ra là cô hiệu trưởng không có nhà, đang đi công tác. Là khi nghe được thông tin từ chỗ thầy phó hiệu trưởng thì đã chỉ đạo là cho thầy phó hiệu trưởng là vận động ngay tại trường trước để hỗ trợ cho học sinh khắc phục cái khó khăn ngay từ lúc ban đầu. Sau khi đi công tác về thì bản thân cũng trực tiếp vào để thăm gia đình học sinh và cũng trao đổi với lại đảng ủy ban, thấy nhà học sinh khó khăn quá thì cũng xin ý kiến để được vận động. Lúc đầu thì cũng chỉ vận động để cất cái nhà cho học sinh bằng thiếc thôi, bằng cây và thiếc thôi. Nhưng mà sau khi gặp được nhóm của anh Ba Dũng thì anh đã tiếp cùng với nhà trường để vận động để xây được căn nhà như thế này. Nói chung là được như thế này thì đối với phía nhà trường thì rất cảm ơn. Thứ nhất là bên chỗ của nhóm doanh nhân của anh Ba với lại bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam để giúp đỡ cho nhà trường làm cho học sinh được căn nhà như thế này, là đối với nhà trường là rất là mừng. Ngày 7 tháng 5 năm 2018, khởi công xây dựng lại nhà cho gia đình. Sau hơn 4 tuần thi công, căn nhà cũng đã hoàn thành đúng theo dự định. Ban tổ chức chương trình an cư lạc nghiệp phối hợp với các cấp chính quyền tại địa phương tiến hành nghiệm thu và bàn giao cho gia đình căn nhà mới như một lời động viên khích lệ đến gia đình. Căn nhà có kinh phí xây dựng nền 18 triệu đồng, phần nhà xây hoàn thiện 40 triệu đồng, tổng cộng 58 triệu đồng. Tại đây, Đại đức Thích Tuệ Giải thay mặt cho Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang có đôi lời chia sẻ và động viên gia đình trong ngày nhận ngôi nhà mới. Thì chúng tôi hôm nay rất là hoan hỷ, có ủy ban, có mặt trận đến đây để tham dự này. Bởi vì cái chương trình này chúng ta không phải chỉ có một căn nhà này, mà bà con chúng ta đứng đây đó, chúng ta biết là ở tại xã Mỹ Thuận này, còn gần 4% bà con thuộc diện hộ nghèo. 4% đó chắc chắn rằng sẽ còn có nhiều căn nhà rất cần có sự hỗ trợ của chúng ta. Cho nên trong cái chương trình an cư lạc nghiệp hôm nay, chúng tôi cũng kêu gọi bà con mạnh thường quân, những vị hảo tâm, nếu có đủ duyên, hãy cùng với chúng tôi đồng hành, giúp đỡ với địa phương để chúng ta có điều kiện khảo sát những căn nhà đối với những người còn khó khăn về nhà ở để chúng ta có những chương trình hỗ trợ. Thì đây cũng là một cái duyên mà thể hiện cái sự quan tâm của chính quyền, của mặt trận và của các cái gì trong các cái tổ chức của hệ thống ngành giáo dục đã quan tâm đến đây. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái duyên, nếu như chúng ta đóng góp, mỗi người đóng công góp của một chút thì chúng ta có thể hỗ trợ được nhiều hơn nữa cho người nghèo. Và một lần nữa xin được thay lời Chư Tôn Đức kính chúc cho quý vị lãnh đạo xã Mỹ Thuận được nhiều sức khỏe và luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Một tràng pháo tay để chúng ta cảm ơn tất cả quý vị. Đến với những mảnh đời khốn khó bằng tình nhân ái chân thành, an cư lạc nghiệp sẽ xây dựng thêm được nhiều mái ấm cho người nghèo. Tại buổi lễ trao nhà, các đơn vị đã rất cảm thông và động viên đến gia đình anh cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống và đã dành rất nhiều phần quà ý nghĩa cũng như tình tài gửi đến gia đình như một lời động viên chúc lành.